Xin nghỉ chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ đi nốt 3 bài tập còn lại ở trong cái bài tập cuối chương 2 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 6 bộ sách Cánh Diều. Hôm trước chúng ta đã dừng lại ở bài tập số 5 rồi. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp tục với bài tập số 6. Bài tập số 6A là tìm số nguyên x biết câu A. Như vậy chúng ta có bài 6A này. Là 4 nhân với x. 4 nhân với x cộng 15 bằng âm 5. Như vậy các em sẽ xem như là 4 nhân với x này là một số hạng này. 4 nhân x này xem là một số hạng, ta có số hạng cộng với số hạng bằng tổng. Như vậy từ đây 4 nhân với x sẽ bằng âm 5 trừ đi 15. Trừ 5 rồi trừ tiếp đi 15 nữa thì bằng trừ 20. Như vậy ta có 4 nhân x bằng âm 20. Đến đây thì thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, các bạn lấy tích này, các em chia cho thừa số đã biết. Vậy x trong trường hợp này bằng âm 5. Câu A, các em kết luận lại, vậy x bằng âm 5. Sang câu B. Những bạn nào chưa xong câu A, các em dừng lại tiếp tục làm để xong câu A nhé. Câu chuyển sang câu B như sau. Câu B là âm 270 chia cho x. Câu B, âm 270 chia cho x trừ đi 20 bằng 70. Như cô nói thì ai chưa xong câu A thì các em hãy dừng lại để làm nó xong nhá. Bây giờ cô đẩy giấy lên đây. Vậy đến đây thì các em xem như toàn bộ cái cụm từ đây đến đây này, xem cả cái cụm này này, đóng vai trò là số bị trừ. Đây là số trừ, đây là hiệu. Như vậy các em muốn tìm số bị trừ, tức là trừ tìm cả cái cụm 270 chia cho x thì sẽ bằng 70 cộng 20. Như vậy ta có âm 270 chia cho x thì bằng 90. Như vậy đây là số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia, các bạn lấy số bị chia, các em chia cho thương. Vậy ở đây là x của chúng ta sẽ bằng là âm 270 chia 90 thì x sẽ bằng âm 3. Vậy x ở đây bằng âm 3. Các em xuống dòng kết luận cho cô. Vậy x bằng âm 3. Xuống dòng các em ghi cho cô câu kết luận. Vậy x bằng âm 3. Tiếp tục, cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 7. Những bạn nào chưa xong bài tập 6, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong nhé. Đấy, nhớ xuống dòng ghi cho cô câu kết luận là x, vậy x bằng âm 3. Chuyển sang bài tập số 7 như sau. Công ty An Bình có lợi nhuận ở mỗi tháng, trong 4 tháng đầu. Trong 4 tháng đầu thì có lợi nhuận là âm 70 triệu, tức là bị lỗ 70 triệu đồng mỗi tháng. 8 tháng tiếp theo lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng kinh doanh thì lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu tiền? Như vậy, muốn biết được lợi nhuận bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ lấy là âm 70 triệu các bạn nhân với 4 tháng cộng với lại 60 triệu nhân với 8 tháng và chúng ta tính ra. Bài tập số 7. Ta có là lợi nhuận của công ty An Bình sau 12 tháng kinh doanh.
Lợi nhuận của công ty An Bình sau 12 tháng. Thì 4 tháng đầu tiên mỗi tháng là bị lỗ 70 triệu. Như vậy lấy 70 nhân với 4 cộng với 8 tháng tiếp theo mỗi tháng 60 triệu. Lãi được 60 triệu, các bạn lấy 60 nhân 8. Cái này thì các em có thể thực hiện cái phép toán ra ngoài đấy nhá. Các em thực hiện hai phép nhân trước, được kết quả bằng bao nhiêu các em cộng với nhau. Như vậy âm 70 nhân với 4 thì nó sẽ bằng là âm 280. 60 nhân với 8 thì bằng là 480. Vậy các em lấy âm 280, các em cộng với lại là 480 thì công ty này lãi được là 200 triệu đồng. Như vậy, sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là 200 triệu đồng. Vậy, sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là 200 triệu đồng. Là 200 triệu đồng. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 7. Bây giờ cô và các bạn sẽ còn một bài tập cuối cùng là bài tập số 8. Những ai mà chưa xong bài tập số 7, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong bài tập số 7 nhé. Vậy sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là 200 triệu đồng. Xong bài tập số 8 như sau. Người ta sử dụng cái biểu thức T bằng mở ngoặc Y trừ đi E, đóng ngoặc chia 12 để biểu diễn số tiền tiết kiệm trung bình của mỗi tháng của một người. Trong đó Y này, Y là tổng thu nhập, E này là chi phí, E là tổng chi phí trong một năm của người đó, còn T này là số tiền tiết kiệm được của mỗi tháng. Bác Dũng có số tiền tiết kiệm mỗi tháng là 13 triệu đồng. Như vậy ta có bài tập số 8. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng Số tiền tiết kiệm Số tiền tiết kiệm mỗi tháng ở đây là chúng ta có đây, số tiền tiết kiệm mỗi tháng đây chính là cái giá trị T đây các bạn. Số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng đấy là T đây. T ở đây là bằng 3 triệu. Tổng chi phí cả năm, tổng chi phí chính là cái E này này. E ở đây là bằng 84 triệu đồng. Và người ta bắt các em tính tổng thu nhập. Tổng thu nhập tức là tính cái Y này này. Y là tổng thu nhập. Cần tính Y. Như vậy thay vào cái biểu thức thì ta sẽ có như sau.
T thay bằng 3 thì nó sẽ bằng tổng thu nhập là Y trừ đi tổng chi phí E 84 triệu, tất cả chia 12. Vậy để giải bài này thì các em có thể và viết như sau. Cái này nó sẽ tương đương với các em sẽ viết ngược lại, tức là Y trừ đi 84 tất cả chia cho 12 thì bằng 3. Cái này đóng vai trò số bị chia, số chia, thương. Cả cái cụm này đóng vai trò số bị chia. Như vậy, muốn tìm số bị chia thì các bạn lấy thương nhân với số chia. Như vậy ta có Y trừ đi 84 thì sẽ bằng 3 nhân với 12 thì bằng 36. Đây là số bị trừ, số trừ, hiệu. Như vậy muốn tìm số bị trừ, các em sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. 36 cộng với 84 thì kết quả của chúng ta sẽ bằng là 36 cộng với 84 thì kết quả chúng ta ở đây sẽ bằng là 120. Như vậy Y bằng 120. Các em sẽ xuống dòng kết luận cho cô. Các em xuống dòng kết luận cho cô là: vậy tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 120 triệu đồng. Xuống dòng các em ghi cho cô câu kết luận: vậy tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 120 triệu đồng. Cô đọc lại câu kết luận: vậy tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 120 triệu đồng. Vậy tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 120 triệu đồng. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập còn lại của cái bài tập ôn tập cuối chương 2, trang 88 của sách giáo khoa toán lớp 6 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.